chiếc xe đang rất được chú ý trên mạng xã hội và cộng đồng người yêu xe. Chúng tôi xin giới thiệu VinFast VF3. Ngày 7 tháng 5 vừa qua, chúng tôi đã chính thức giới thiệu mẫu xe VinFast VF3 tới toàn thể khách hàng Việt và đã nhận được sự phản hồi, sự hưởng ứng rất tích cực từ người tiêu dùng. Chính vì vậy, ngày hôm nay chúng tôi đã trực tiếp có mặt tại nhà máy VinFast Hải Phòng và hân hạnh là một trong những người đầu tiên trên thế giới được giới thiệu tới quý vị và các bạn VinFast VF3 bằng xương, bằng thịt. Đầu tiên về thiết kế, VinFast VF3 sở hữu thiết kế thông minh nhỏ gọn. Chiều dài 3.190mm, chiều rộng là 1.679mm và chiều cao là 1.622mm. Với thông số kỹ thuật như vậy, bạn sẽ dễ dàng tận hưởng được sự linh hoạt khi đỗ xe hay là di chuyển trong những con phố chật hẹp và tiết kiệm thời gian được rất nhiều. Với chiều rộng và chiều cao như vậy, VF3 không thua kém gì những mẫu xe hạng A đang có mặt trên thị trường. Đầu xe mang thiết kế đặc trưng của VinFast với tạo hình chữ V, mạ chrome sáng bóng vuốt sang hai bên. Các đường nét trên thân xe khỏe khoắn năng động, mang đậm chất cá tính của một mẫu mini SUV. Điều đặc biệt là mặc dù VF3 chỉ là một mẫu mini SUV nhưng nó lại sở hữu một bộ mâm lên tới 16 inch và khoảng sáng gầm xe là 191mm, tạo nên một vóc dáng bề thế mạnh mẽ đủ để thu hút mọi ánh nhìn khi di chuyển trong đô thị. Khả năng gập hoàn toàn hàng ghế thứ hai khiến khoang hành lý có dung tích chứa lên đến 285 lít. Bạn hoàn toàn có thể chuẩn bị đầy đủ phụ kiện cho một buổi picnic với cả gia đình. Bên cạnh đó, với định hướng trở thành một chiếc xe năng động dành cho những khách hàng có tâm hồn trẻ trung thời thượng, VF3 sở hữu một bảng màu đa dạng với 9 màu sắc xanh điệu. VF3 thỏa sức cho bạn thể hiện cá tính riêng biệt. Và khách hàng đặc biệt lưu ý, đó là trong thời gian nhận đặt cọc sớm từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 15 tháng 5, thì khách hàng sẽ được miễn phí chi phí chọn màu gói nâng cao tương đương với 8 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng có thể thỏa sức lựa chọn với bất kể màu ngoại thất, kể cả là hình dán lên xe, được thực hiện chính hãng từ VinFast với mức giá 15 triệu đồng tiếp theo. Điều mà chúng ta mong chờ nhất đã đến, hãy cùng nhau khám phá sức mạnh động cơ và những điều thú vị bên trong VF3 nhé! Mặc dù là mẫu xe mini SUV, nhưng VF3 sở hữu màn hình cảm ứng trung tâm với kích thước lên tới 10 inch, vô lăng đi cắt thể thao không hề kém cạnh với các mẫu xe phân khúc cao khác trên thị trường. VF3 cũng có thể kết nối với điện thoại thông minh qua Android Auto và Apple CarPlay, quá nhiều tính năng cao cấp cho một chiếc xe mini SUV. VinFast VF3 sở hữu moment xoắn cực đại lên tới 110 Nm. Mức moment xoắn này cùng với trọng lượng không tải chỉ 857 kg giúp đảm bảo đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng đô thị với khả năng bứt tốc từ 0 đến 50 km/h chỉ trong 5,3 giây. Dung lượng pin 18,64 kWh, quãng đường di chuyển một lần sạc đầy lên tới 210 km. Đặc biệt là một chiếc xe điện, VinFast VF3 được cung cấp hệ thống phanh tái sinh cùng với khả năng sạc nhanh. Thời gian sạc pin nhanh nhất từ 10 đến 70% chỉ trong vòng 36 phút. VF3 được trang bị các tính năng an toàn cần thiết để đảm bảo hiệu quả vận hành. Chức năng kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, hệ thống camera sau, căng đai khẩn cấp ghế trước. Hiện tại, chúng tôi đang mở nhận đặt cọc sớm kể từ ngày 13 tháng 5 tới ngày 15 tháng 5 với mức giá niêm yết lần lượt như sau: 235 triệu cho bản chưa pin và 315 triệu cho bản đã kèm pin. Từ ngày 16 tháng 5, VinFast sẽ tăng giá lên 240 triệu cho bản chưa pin và 322 triệu cho bản đã kèm pin. Ngoài mức giá ưu đãi như trên, chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa, khách hàng đặt cọc sớm trong giai đoạn trên sẽ được miễn phí các màu ngoại thất nâng cao tương đương với 8 triệu đồng. Và một thông tin vô cùng hấp dẫn, 6.868 khách hàng đầu tiên sở hữu xe sẽ được sở hữu VF3 phiên bản giới hạn Creators Edition. Mỗi xe sẽ được đánh số đặc biệt ở khu vực trung tâm xe. Dành cho các khách hàng mua xe sớm, với chính sách trả góp của chương trình Mãnh liệt tinh thần Việt Nam lần thứ 2, thì ngoài chi phí thuê pin, chỉ cần trả trước từ 47 triệu đồng và hàng tháng là 2 triệu 540 nghìn đồng với phiên bản thuê pin và trả trước từ 63 triệu đồng và hàng tháng trả 3 triệu 410 nghìn đồng với phiên bản mua pin. Đây là những con số vô cùng ấn tượng dành cho một mẫu xe điện mang đầy phong cách, phải không Huyền Anh? Mức giá thuê pin của VF3 cũng vô cùng đa dạng với nhiều lựa chọn. Nếu nhu cầu di chuyển không cao, dưới 1.500 km trên một tháng, chi phí thuê pin là 900.000 đồng trên một tháng. Từ 1.500 đến 2.500 km trên một tháng, giá thuê pin là 1.200.000 đồng trên một tháng. Trên 2.500 km trên một tháng, giá thuê pin là 2 triệu đồng một tháng. Với tất cả những thông tin hữu ích vừa chia sẻ, chúng tôi tin rằng VF3 sẽ mang lại cho bạn một phong cách đô thị sống mới mẻ. Hãy bắt đầu hành trình của bạn ngay hôm nay và khám phá thế giới xung quanh một cách đầy tiện lợi và thú vị hơn bao giờ hết.